Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính trong chương trình: các ổ dịch sốt xuất huyết tại thị xã Nghi Sơn vẫn gia tăng số ca mắc. Đường tỉnh 526 đoạn qua huyện Hậu Lộc lại xuống cấp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 22 tháng 10, Hội Tin học Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Tin học Thanh Hóa đã tích cực tham gia hoạt động tư vấn phản biện cho nhiều đề án, dự án, chính sách của tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số, tổ chức các hội thảo, hội thi về công nghệ thông tin, vận động các chi hội, hội viên tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Tin học Thanh Hóa đặt ra mục tiêu mở rộng tổ chức hội, hội viên đến tất cả các sở ngành, đơn vị và 27 huyện thị, phấn đấu đến năm 2027 có khoảng 1.000 hội viên, đồng thời tăng cường hoạt động tư vấn phản biện, tham gia tích cực vào tiến trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Tin học Thanh Hóa khóa 5, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch hội. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai các biện pháp khoanh vùng khống chế dịch sốt xuất huyết, thị xã Nghi Sơn vẫn chưa thể khống chế được dịch bệnh. Đây là năm sốt xuất huyết diễn biến phức tạp nhất tại thị xã Nghi Sơn từ trước đến nay. Tính từ đầu năm đến nay, thị xã Nghi Sơn đã ghi nhận 385 ca mắc sốt xuất huyết tại 21 trên 31 xã phường, trong đó có 352 ca mắc nội địa. Riêng ổ dịch sốt xuất huyết phường Hải Thanh đã ghi nhận 241 ca mắc tại tất cả các khu phố trên địa bàn. Đây là ổ dịch sốt xuất huyết lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã Nghi Sơn cũng như tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, hai ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Bình Minh và xã đảo Nghi Sơn cũng chưa được khống chế. Thông qua đài truyền thanh của phường, rồi đài phát thanh của các tổ dân phố, thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, ngày nào cũng tuyên truyền và mỗi ngày là 2-3 lần. Tuy nhiên thì cái chuyển biến cái nhận thức của bà con về cái công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết thì chưa đáng được bao nhiêu. Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại thị xã Nghi Sơn, ngoài các nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân căn bản nhất vẫn là sự chủ quan của người dân. Bởi dù lực lượng chức năng tích cực làm thủy vực, phun hóa chất diệt muỗi mà người dân không tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân như ngủ màn, loại bỏ phế thải, lật úp dụng cụ chứa nước hoặc thả cáo vào để giật loang quang bọ gậy thì dịch bệnh rất khó kiểm soát. Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp An toàn Hữu cơ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị bàn về công tác tham gia hội nghị kết nối cung cầu kết hợp với trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Tại hội nghị, các thành viên hiệp hội đã bàn bạc thống nhất sẽ tham gia tổ chức trưng bày 40 gian hàng nông sản thực phẩm an toàn tại hội nghị kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022, được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 tới đây. Đây là các sản phẩm do các doanh nghiệp thành viên trực tiếp sản xuất, tổ chức sản xuất và chế biến. Cùng với đó, hiệp hội sẽ tham gia các chuỗi hoạt động của hội nghị như quảng bá giới thiệu sản phẩm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn. Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp An toàn Hữu cơ Thanh Hóa đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường hỗ trợ kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn hữu cơ trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 10, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2022. Tham dự hội thi có 33 báo cáo viên đến từ các phường xã của thành phố Thanh Hóa. Tham dự hội thi, báo cáo viên trải qua hai phần dự thi gồm soạn đề cương thuyết trình và phần thuyết trình. Báo cáo viên lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trong khoảng thời gian từ 20 đến 25 phút. Nội dung dự thi xoay quanh các nội dung liên quan đến nghị quyết của Đảng bộ các cấp và chuyên đề toàn khóa Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ 21. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn toàn thành phố Thanh Hóa nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở, đồng thời góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra gần 200 vụ việc trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục. Có những vụ việc mà trẻ bị xâm hại bởi chính người thân, người quen biết, gây hậu quả vô cùng nặng nề. Trước thực trạng này, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền,
nâng cao ý thức phòng chống bạo lực, xâm hại, tự bảo vệ mình cho học sinh tại các nhà trường. Để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị bạo lực và xâm hại, các cấp các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về trách nhiệm chăm sóc bảo vệ trẻ em nói chung và công tác phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua các câu lạc bộ ngoại khóa, hệ thống loa truyền thanh. Sau khi học những chuyên đề về phòng chống xâm hại trẻ em, và thì em rút ra được cho mình những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Thứ nhất là phải biết bảo vệ bản thân mình, tránh những trường hợp nhạy cảm và có cách ứng xử phù hợp với những trường hợp trong từng tình huống. Trong thời gian tới thì lực lượng công an xã Đình Tăng sẽ tiếp tục, ngoài cái việc tuyên truyền ở trên các lớp học ra, thì chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, để làm sao cho không những mình cái lứa tuổi học sinh mà toàn thể nhân dân, các cái bậc cha mẹ học sinh trên địa bàn xã được biết và giáo dục con em mình chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Các hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em trên địa bàn Thanh Hóa sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực và xâm hại cho trẻ, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm và thúc đẩy hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, phụ huynh, nhà trường và cộng đồng xã hội trong bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bạo lực, xâm hại, kêu gọi cộng đồng kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi xâm hại, bạo lực, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ. Tình trạng tỉnh lộ 526 đoạn qua địa bàn huyện Hậu Lộc xuống cấp đã được phản ánh liên tục trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên việc sửa chữa khắc phục hư hỏng mới thực hiện chắp vá, song chỗ này thì lại hỏng chỗ khác. Đây là hình ảnh ghi lại tại tỉnh lộ 526, đoạn nối xã Minh Lộc và xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc. Từ 3 năm trở lại đây, chỉ cần một trận mưa nhỏ, con đường này cũng có thể ngập nước, kéo dài đến nửa tháng. Nguyên nhân là do hai bên đường không có cống thoát nước, điều này cũng khiến cho tình trạng hư hỏng mặt đường càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dự án nâng cấp tỉnh lộ 526 qua 11 xã, huyện Hậu Lộc có chiều dài 12 km, hoàn thành vào tháng 9 năm 2018. Tuyến đường này hàng ngày có tới hàng trăm phương tiện lưu thông, nhiều xe có tải trọng lớn. Sau khi tuyến đường hư hỏng, việc sửa chữa chỉ được thực hiện chắp vá, đổ đất đá tạm thời để người dân đi lại bớt khó khăn. Đối với địa phương thì nó là cái con đường để đi giao lưu vận chuyển hàng hóa giữa địa bàn xã và các xã lân cận. Chính quyền địa phương thì cũng đã có cái đề xuất với lại là các huyện. Và đến thời điểm hiện nay thì cũng Sở Giao thông đang tiến hành đầu tư có một số đoạn. Nếu không có kế hoạch sửa chữa cải tạo một cách toàn diện, đặc biệt là có phương án làm hệ thống cống thoát nước, thì tình trạng tỉnh lộ 526 sửa trước, hỏng sau sẽ vẫn tái diễn, gây khó khăn cho người dân ở khu vực này. Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bá Nga, trú tại số nhà 106 Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, gây thất thoát cho nhà nước hàng tỷ đồng. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã thành lập điều hành hai công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình TH, có trụ sở tại phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa và công ty NDS Thanh Hóa có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn chứng từ khống để thu lợi bất chính. Qua sau kê giao dịch tài khoản ngân hàng của hai công ty xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa, có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.